Chuẩn ghi là điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro 855 Plus. Đấy, K20 Pro và sử dụng 855 Plus. Đó. RAM 8GB, ROM 128GB. Tiền tiêu hộ chỉ có 2.890 thôi. Và mình đúng là mình thanh toán 2.890. Không mất đầu phí nào. Không mất đầu phí ship nào, chỉ có 2.890. Rất là hay. Hello, hello, xin chào anh em. Vâng, mình đang có một chiếc Redmi K20 Pro ở đây nhá. Thì thực ra là cái phiên bản này, phiên bản điện thoại này thì rất là nổi tiếng rồi. Nói đến Redmi K20 Pro thì anh em nào mà dùng Xiaomi đều biết và đều có thời gian đã từng mơ ước để sở hữu sản phẩm này, bởi vì bản thân mình cũng vậy. Thì hiện tại sản phẩm này thì nó không còn sản xuất nữa và bây giờ nó ra K30 Pro rồi. Mà tại sao bên mình có những sản phẩm này thì thực ra là đây là những cái sản phẩm tồn kho còn lại thôi. Giá thì bây giờ bên mình bán là hơn 6 triệu. Nhưng mà không phải là mình quảng cáo sản phẩm này đâu, mà thực ra mình không còn nhiều đâu, mình chỉ còn một vài cái thôi, không phải là còn nhiều để phục vụ cho anh em mua số lượng đâu. Thế nhưng mà mình muốn làm cái video này để cảnh báo anh em về cái tình trạng mà hiện tại bây giờ đang lừa đảo rất là nhiều ở trên Facebook và dựa vào những thương hiệu uy tín, ví dụ như là Shopee hay Lazada để lừa đảo người tiêu dùng ấy. Với những sản phẩm này bên mình bán gần 7 triệu. Cụ thể bây giờ là cuối tháng 7 năm 2020, mình đang bán sản phẩm này với mức giá tầm khoảng 6.750.000. Nhưng ở trên Shopee hay là nhìn ở trên Facebook ấy thì đã có rất là nhiều cái bài quảng cáo như thế này này. Đấy nhá, nó dựa trên uy tín của thương hiệu Lazada. Đấy, là tên Facebook sẽ được tài trợ, nghĩa là người ta đã chạy quảng cáo cái này để người ta cho anh em được xem, được nhìn thấy, được thấy sự hấp dẫn của họ và anh em có thể đặt mua. Nhưng mình chắc chắn một điều, đây là lừa đảo anh em nhé. Bởi vì cái sản phẩm như thế này bản 6GB mình mới bán đến mức giá vẫn là 6.750.000. Nhưng ở trên này hiện tại đang quảng cáo này, anh có thể nhìn thấy nội dung thường thường nó sẽ như này này. Ra mắt Redmi K20 Pro, thực ra ra mắt lâu rồi. Đó, tại Lazada chỉ còn 2.890.000 đồng, chỉ dành cho 199 số điện thoại may mắn nhất. Đó, anh em đọc thấy hấp dẫn không? Máy full box, full phụ kiện bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc. Đó, cái lời quảng cáo là như vậy. Miễn phí giao hàng trên toàn quốc và đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thì khi kích vào đây thì chúng ta sẽ vào được một cái landing page. Đó. Đó, ở trên này nó quảng cáo rất là hoành tráng ở đây. Đó. Thời gian là giảm giá này, chỉ còn 12 tiếng nữa thôi. Thực ra cái bài này nó quảng cáo rất là nhiều ngày rồi. Nhưng mà mình vẫn thấy nó báo như này, nhưng thực ra là anh em thoải mái cơ hội để anh em mua thôi. Thì mình biết chắc chắn là nó sẽ lừa, nhưng mà mình sẽ mua một cái về để mình làm cái video cho anh em xem. Ok, mình sẽ đặt nhé. Đó, mình sẽ đặt này. Đó, để xem là khi mà mình nhận được hàng thì nó sẽ là như thế nào, để cho anh em xem cụ thể luôn. Đó. Ok, mình sẽ đặt này. Đó. Mình sẽ chọn sản phẩm là K20 Pro màu xanh. Màu xanh đi, xem nó sẽ gửi như nào nhé, ấn vào mua ngay này. Đó, ok, là bây giờ mình đã đăng ký thành công rồi. Để chút nữa xem là nó sẽ gọi điện tư vấn như thế nào nhé. Đấy, để mình sẽ trả lời. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó phát hiện là mình là cửa hàng tại khác ấy, thì có lẽ nó không gọi đâu. Để chút nữa thì mình sẽ đăng ký thêm một số khác và mình sẽ có cái cuộc gọi ghi âm mà mình sẽ cho anh em xem luôn. Và khi mà nó đồng ý mà giao hàng cho mình ấy, mình nhận được sản phẩm ấy, thì mình sẽ bóc ra và review cho anh em xem luôn. Đó, anh em chờ mình nhá. Anh em nhá. Thì có đăng ký và chờ điện thoại của mình đấy, nhưng chờ mãi không tới điện. Thì mình chắc là mình hết cái suất 199 rồi. Thì đợi được một hôm thì mình có tin nhắn lại như này. Đây, các em mình đã nhắn tin lại nhá. Xin chào, đây là cái gì em, anh nhận đấy, ok. Thì là mình bỏ hai quá, anh cảm ơn. Đó kia. Thế là nó xin địa chỉ để nó ship cho mình. Thì mình cho địa chỉ như này. Thế nó bảo là trùng khớp rồi. Đấy, thì mình hỏi là nó có đường link ở trên Lazada để mình đặt hay không. Thì mình đặt trên Lazada thì vấn đề gì thì mình khiếu lại Lazada là người ta sẽ hạ tiền cho mình đúng không? Thì nó bảo nó không. Thế mình cứ bảo là như vậy thì mình không yên tâm lắm. Thì nó bảo là đây là ưu đãi cho khách hàng quan tâm Lazada trên Facebook. Thế nên là không có mà chỉ chuyển hàng thôi, bởi vì nó sợ là đưa lên trên Lazada thì nhiều người đặt đấy. Đó, thì mình hỏi là có vấn đề gì sao, thì nó bảo là dạ sản phẩm bên em thì được 1 30 ngày, nếu có lỗi và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Đấy, nên cho mình yên tâm. Bảo hành 12 tháng tất cả cửa hàng trên toàn quốc mà không biết là cửa hàng nào, mình quên mình không hỏi. Mình chỉ bỏ ok hay quá thì gửi và mình cảm ơn. Đó, bây giờ là mình sẽ chờ xem là mấy hôm nữa mình nhận được sẽ là như thế nào. Đó, chắc mất vài hôm rồi nó gửi cho mình thôi. Ok, chờ đợi và xem nào nhá. Đây anh em ạ. Đó, sau khi 4 ngày thì nó về thế này.
4 ngày mình chờ 4 ngày thì nó về đây. Đây. Đấy. Đấy, có tem bưu bước đầy đủ thông tin. Đây tên hàng thì Shopee, mà thực ra là mình mua của Lazada mà. Lazada voucher mà tại sao là Shopee nhỉ? Đấy, đã thấy có màu mẹ là nhuốm màu mẹ, ảo diệu ở đây rồi. Đây, trên đấy thì không có mã đơn hàng, không có mã đơn mà không có mã đơn hàng luôn. Đơn vị ra hàng tiết kiệm ở đây. Đó. Nhưng thực ra mình cũng không nhớ là mình nhận của ai, chỉ biết là về cửa hàng thì các bạn ở cửa hàng các bạn nhận cho mình thôi. Địa chỉ thì là từ Shopee giảm giá, địa chỉ này là địa chỉ của Shopee rồi, số điện thoại Shopee đây. Đó, của mình đây. Đó, bạn thấy không? Đây địa chỉ nhận đây. Trên nội dung sản phẩm thì ghi là điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro 855 Plus. Đấy, K20 Pro và sử dụng 855 Plus. Đó. RAM 8GB, ROM 128GB. Tiền thu hộ chỉ có 2.890 thôi, và mình đúng là mình thanh toán 2.890, không mất đồng phí nào, không mất đồng phí ship nào, chỉ có 2.890, rất là hay. Đây, hộp thì đóng gói rất là cẩn thận đây nhá, rất là chắc chắn anh em nhá. Đó, hộp chắc chắn lắm. Đây, trên này có cái tem niêm phong hàng dễ vỡ đây, băng keo niêm phong đây. Thôi mình không quan tâm băng keo, mình chỉ quan tâm bên trong như nào thôi, rạch nhá. À, đấy, để cho anh em xem là liệu nó lừa như thế nào, liệu là có mua được hàng chuẩn với giá rẻ hay không. Nghe đó, à, cũng hộp màu tím của K20 rồi, Pro rồi. À đấy, cũng hộp K20 Pro đàng hoàng. Đấy, anh em nhìn không? Đó, hộp vẫn còn dán đi lông đàng hoàng, K20 Pro. Đây, 8128 luôn. Khiếp chưa, anh em thấy khiếp chưa, số như mày ở đây. Đây, bóc hộp ra xem nào nhá. Ok, bóc ra xem nào. Đây. Đó, à, nghe kể cũng ghê thật. Đây, ui, đựng trong túi lông đàng hoàng, à, nhìn nó khác khác anh em ạ. Nhìn nó thấy có gì nó khác khác rồi. Đó, nhìn đâu, camera ở giữa nhưng đéo phải K20 Pro. Đó. Tuyệt vời. Đấy, phụ kiện đấy, để máy sang một bên nhìn thì biết máy gì rồi nha, đúng không anh em? Một chiếc máy cũ mà không phải K20 Pro luôn, nhìn rất quen. Đó. Đây, phụ kiện đây. Một cái cáp màu đen. Buộc dây nịt. Đầu micro USB. Mẹ K20 Pro đầu tai xi. Một củ sạc này, củ sạc không phải của Xiaomi rồi. À, củ sạc của Samsung đàng hoàng. Đấy, anh em thấy chưa? Đây, máy ở đây. Không biết có lên hay không. Vâng, đây là một chiếc Redmi Note 4. Chiếc này mà bây giờ mua cũ chắc chỉ hơn triệu. Hơn triệu. Thế mà có vị quảng cáo là như này. Tí em xin nhắn tin phản hồi xem có nói gì hay không. Đó. Bây giờ em sẽ mở nguồn lên nhá. Đó. Mở xem có lên được không? Không lên nguồn thì bỏ mẹ. À, rung rồi. À, unlock luôn. Đây là một chiếc Redmi Note 4X cũ. Máy này giờ chắc mua chắc chỉ hơn triệu, em không thể bán. Có bên nó chào em bán chiếc này đâu, nhập vào tầm khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đấy. Để bán là khoảng 1 triệu rưỡi, 1 triệu 7. Nhưng mà em không nhập. Nhập làm cái gì đâu, bởi vì đây những hàng này mà cũ ngoan thì không sao, nhưng cũ là hàng dựng thì cũng hơi mệt. Đó, các bác thấy không? Đó, giá rẻ các bác anh nhá. Lazada, Shopee giảm giá đấy, quảng cáo Facebook ầm ầm ầm, lấy toàn thương hiệu nổi tiếng thôi, em chắc chắn một điều luôn. Đây không phải Lazada mà cũng không phải Shopee luôn. Đây là người ta dựa vào những uy tín của bên Lazada, Shopee người ta bán thôi. Đó. Nên các bác lưu ý nhá. Đó, cái này thì sản phẩm này thì em cũng không phải trải nghiệm và review được đâu, bởi vì đây là một sản phẩm với mức giá rất là rẻ mạt. Và tất nhiên rồi, không xứng đáng để cho anh em mình mua rồi. Với cái mức giá 2.890. Đó, đó là một lời cảnh báo như thế anh em nhá. Đây nhá, ngoài lề anh em thì nhìn thấy này. Đấy nhá, anh em có thể nhìn thấy nhá. Ngoài cái sản phẩm K20 Pro thì rất là nhiều sản phẩm khác này. Trong đó này, có thể thấy là A51 này. Đấy, giá 2.990 này, anh em thấy hấp dẫn không? Nhiều lắm nhá, nếu mà cứ trượt đi nhá, nhiều cực kỳ luôn. Đây, K30 Pro này, giá là 3.490 này. Đó, K30 Pro thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 8.350. Nhưng ở đây họ bán với mức giá chỉ có 3.490 thôi. Và cũng là chỉ dành cho 190 khách hàng đầu tiên. Đó, rất là nhiều bài quảng cáo. Nếu mà anh em lên trên Facebook thì anh em lướt rất là nhiều luôn. Đây nhá, lại có một cái kênh nữa là Lazada mua sắm thông minh này. Galaxy Note 10 Plus 5G với mức giá chỉ có 4.450. Đó, anh em nhìn thấy nhá. Đó, tất cả anh em kích vào thì đều ra sang một cái landing page, và anh em sau đó nhập số điện thoại và các thứ thì họ sẽ lấy số điện thoại của anh em gọi điện. Đó. Đây. Và đấy là có một chiếc K30 Pro. Lần này sẽ là Shopee giảm giá cực sốc. Đó anh em mình thấy nhá. Nó sẽ thường xuyên chạy vào quảng cáo. Nếu anh em thực sự có vấn đề là quan tâm đến điện thoại thì nó sẽ báo màn hình của anh em. Và những sản phẩm này ấy, anh em mua thì tất nhiên rồi, cũng như vừa giờ video ở trên mình trình bày đấy, anh em sẽ gặp phải trường hợp như mình. Mình đã mua chiếc K20 Pro và bị như vậy.
Anh em lưu ý nhá, lưu ý là cẩn thận trong cái trường hợp bị như thế nhá. Và anh em xem clip này mà anh em thấy hữu ích và hay thì anh em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết để cảnh giác cho mọi người. Anh em có thể cho mình một like để ủng hộ mình, subscribe kênh YouTube của mình để đón xem những clip tiếp theo về cái mua sắm công nghệ cũng như là cái mà hướng dẫn chọn mua cho anh em yên tâm. Đó, cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em.